Magic luôn. Magic còn thi đấu rất mạnh. Rất mạnh ở cái map đất 2 này. Tự chấm giờ được mà. Không được à? Chấm giờ được mà. Con nhanh hơn mình. Nó biết lúc nào là nó muốn rip đi thì mình cao mà mình phải chờ tín hiệu nào đâu mình chấm giờ. Chờ sai luôn rồi à? Vâng, vậy là trận đấu. Vậy là trận đấu đã bắt đầu luôn. Không phải đây là thể lệ ban pick pick thì phải. Và nếu như vậy thì team nào pick map thì team còn lại sẽ được chọn sai. Như vậy đây là map pick của team Viking Vortex. Và có vẻ như Phoenix họ chọn cho mình T-side trước rồi. Vâng, vậy là Phoenix chọn T-side trước. Một pha rớt long, bốn thành viên tràn long luôn. Vâng, tràn long đến từ team Phoenix. Vâng, đấu súng sẽ xảy ra. Trên khu offside đang là Rero Fatino. Một bàn đến từ Rero Fatino rồi. Có double kill hay không? Chưa, Rero đang lùi lại. Và bây giờ thì double kill đến từ Reno. Vâng, bắn rất khét và Reno nằm xuống về võ cam rồi. Chọn lấy được mạng của 2253. Tiếp theo thì Magic có mạng của Reno Vatino. Vâng, thanh niên đang học toán. Vâng, bỏ vậy là thanh niên béo bây giờ đã chuyển sang học toán học rồi. Chuyển sang tên là 2253. Thôi thì tôi cứ gọi là 22 cho nó xong. Vậy là úi trời này thì ông tròn ông làm gì đấy? Ông hết IQ rồi sao ông nhảy quả đấy? Vâng, thanh niên tròn dù chỉ còn có 10 máu vẫn dũng cảm nhảy lên ngó nghiêng. Vâng, tội nhìn đều thì hậu quả thường đi đến cái chết thôi. Nhìn đều. Bọ cạp thì kết thúc ra đấu với triple kill. Thi đấu rất hay. Tỷ số là 1-0 nghiêng về team team Magic. Đổi tên cho em anh Dũng nhá. 2-2 thôi. Vâng, vậy là rất bê. Rất bê đến từ team. Ôi giời ơi, úi giời ơi. Vâng, vậy là Kim chỉ có cho mình một mạng mà thôi. Tình huống giờ đang là 3v3. Một tình huống rất bê cũng gọi là tạm tạm. Ui, cái gì đây? Ném qua sấm bốc lắm não thế. Vâng, một tình huống nhảy bắn rất hay. Úi giời ơi. Quả nết chơi. Quả nết thấm vãi lột anh em ạ. Vâng, 100 máu mà mất 90 máu. Reno chắc gọi mẹ sau tình huống này rồi. Vâng, kiểu gì phải gọi mẹ và hỗ trợ. Úp thêm năng lượng không thì khó lắm. Khó mà sống được sỏi qua cái cơn bão này. Chúng ta chuẩn bị xem tình huống cứu bom đến từ team Viking Vortex. Vâng, chúng ta xem nào. Sẽ là tình huống cứu bom, tôi khẳng định các bạn. Một quả flash được bung ra. Và ra nó rồi. Đầu tiên bọ cạp con mang của tròn tiếp tục 2-2. Con mang của Fuji. Đây chỉ còn Reno cầm dao bỏ trốn thôi. Vâng, Reno rất biết người biết ta. Còn có 10 máu thôi. Anh mà còn dũng cảm phi vào nữa thì tôi chỉ có kết luận anh là một thằng ngu. Nhưng rất may là anh không ngu tí nào cả. Anh rất khôn, anh cầm dao anh chạy luôn. Đó là một pha xử lý rất tốt đến từ Reno Vatino. Tỷ số sẽ là 2-0 nhưng về phía team Magic họ có một pha rất bê không thực sự quá thành công, nhưng mà sau đó thì cũng lại là thành công. Máu đạn nào? Tỷ số là 0-2. Tỷ số là 0-2 và bây giờ tiếp tục có vẻ như là Tactic rớt B. Tiếp tục là rớt B đến từ team Magic rồi. Vâng, Tactic huyền thoại, một Tactic thế giới người ta còn phải công nhận. Đây là Tactic cực kỳ hiệu quả rồi. Vâng, hai mạng đến từ bọ cạp quá là easy. Một viên đời e nhét vào mồm Reno thì sự việc sẽ là tuyệt vời. Vâng, tuyệt vời rồi khi mà bọ cạp có cho mình triple kill. Kèm theo đó Kaiser lấy được mạng của tròn rồi. Cuối cùng thì Fuji chắc chắn cũng sẽ nằm xuống rồi. Double kill đến từ vị trí của Kaiser và triple kill đến từ vị trí của bọ cạp. Pha rớt B thần thánh thành công. Vâng, Tactic này Tactic đi ở huyền thoại sẽ khoa rồi. Thành ra anh em yên tâm, cứ áp dụng. Áp dụng là sẽ thắng. Mà nhất là những lúc tù túng thì gần như chúng ta cứ xoay cặp plat. Rớt bi. Trời ơi, tôi đảm bảo các bạn rào đấy các bạn sẽ thắng luôn. 90% được kiểm nghiệm trong thực tế rồi. Và bây giờ có rớt bê tiếp không? Đừng bảo tôi lại rớt bê nhá. Đừng lại định rớt bê rồi, không được đâu. Úi dồi ôi. Lại đất bê lại làm mồm rồi. Kim có cho mình một mạng. Kim ui trời ơi, lại trả thù cá nhân rồi. Kim có cho mình double kill. Bọ cạp chỉ lấy một mạng Fuji rồi. Kim nằm xuống bởi Vancouver rồi, nhưng tròn lại lấy được mạng của bọ cạp. Bom chắc chắn sẽ được đặt thành công. Bây giờ sẽ là tình huống 1v2. Lại vạc thủ ăn cá nhân ra trả đũa rồi. Tôi tưởng captain bọ cạp ra thì phải họp hành nhau thế nào chứ. Cuối cùng họp xong thì chúng nó lại vẫn trả thù cá nhân nhau như này không được. Vâng, quả smoke mang rất nhiều IQ đến từ Vancouver. Và bây giờ thì tròn yếu rồi. Vâng, Vancouver làm gì vậy? Vâng, Vancouver giờ chỉ cần ăn được Reno thì 90% là sẽ là tình huống clutch thành công. Đẩy hẳn ra cũng được, có gì đâu. Vâng, Vancouver lại chổng đi ra mặt địch. Trời ơi,
một pha xử lý thiếu IQ đến từ vị trí của Vancouver rất đáng tiếc. Ra thì ra mẹ đi, nhần nhần như như đứng thì đứng giữa ngã ba đường rồi. Thường thì ở những tình huống xử lý như này, người ta sẽ đưa mình về một ra là người ta sẽ cố tình cố gắng pick một người, hoặc là trường hợp thứ hai là họ sẽ đưa về tình huống xử lý chỉ nhìn một hướng thôi, ăn một hướng sau đó người ta mới có thể đi về hướng khác. Thì có đấy, nếu mà như là Vancouver cần phải di chuyển về một vị trí chỉ kê một góc trước, ăn một người, còn nếu mà bị góc kia móc thì anh phải chịu thôi. Tuy nhiên Vancouver ở đây đứng giữa ngã ba đường. Vâng, ngã ba đường sau đó thì anh đã lăn ra chết bởi bị móc. Anh kê cái bên này một ít, kê bên kia một tí. Vâng, và bây giờ thì là một round tiếp tục lại đất B. Vâng, có vẻ như team Magic hôm nay là họ đã thấm dần tư tưởng của Đảng Bác Hồ và Đảng và cách mạng rồi. Vâng, ánh sáng niềm tin của Đảng đã chiếu vào team Magic. Và bây giờ thì có vẻ họ đang làm những điều rất đúng đắn, đó là đánh B. Tôi tin vào đó là niềm tin của Đảng là đúng đắn. Vâng, Bác Hồ không bao giờ là sai cả. Và bây giờ tiếp tục một lần nữa đẩy ra bao sai B. Một rồi, trời ơi, tí thì được. 2, 5, 3 nằm xuống rồi. Nhưng mà Kim lại có cho mình double kill. Vâng, Kim nằm xuống bởi Magic Stick. Vậy là tình huống lại là 2v3. Vâng, và có bom sai B đang canh. Tôi nghĩ là đạt yêu cầu rồi. Vâng, 2 đổi 3 là tốt lắm rồi. Thế là thành công. Thế là một thành công rồi. Và bây giờ thì vấn đề cứu bom đang đưa về trách nhiệm đến từ team Vicky Botech. 3v2, vâng, quả lửa khá là kỹ thuật cao, mang tầm cấp thế giới. Ui dồi ôi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Ông trò đây thôi, thôi thôi. Trời ơi, thôi. Chơi này thì các bạn thì chơi game nó cứ thế này thì làm sao mà ai được chơi nữa. Vâng, tình huống giờ là 1v3 với Kaiser. Kaiser nằm xuống với Fuji rồi, tỷ số sẽ là 3-2. Vâng, một và đép bom sai B không thành công đến từ team Magic. Chán thật. Tôi nhìn thấy ông trò đúng suốt có bóng lửa lên, tôi biết là thôi xong rồi. Thôi xong. Người ta ngồi đẹp như thế mà ông lại nhét quả lửa vào mồm người ta. Chơi game nó phải để cho người ta bắn nhau một tí chứ. Toàn đưa người ta vào thế khó thôi. Các bạn để thấy cái tình huống trước đấy, các bạn để thấy tròn mười mấy máu thôi, đứng mít. Dần dứ để cho Reno vào móc. Đứng mít bắn fake các kiểu để cho Reno đi móc. Chứ không vào, rất là thông minh. Chứ quả đấy mà tròn mà chết thì gần như 90% là sẽ thua. Bây giờ Vancouver có mạng Fuji ở long rồi. Một tình huống rất long nhanh đến từ team Magic. Ba thành viên Vancouver, Kaiser, Magic đã tròn lên long. Võ Cạp đẩy lên thôi. Vâng, Võ Cạp ăn được tròn rồi. Ngay lập tức Reno lấy được mạng của Võ Cạp. Một tình huống móc máy đến thành công đến từ tròn. À quên, từ Võ Cạp. Nhưng mà anh đã bị Reno pick ngay lập tức. Và bây giờ Reno lại có mạng của Vancouver. Tình huống giờ đang là 3v này. Úi giời ơi, không thành công. Úi giời ơi, cái đéo gì vậy. Vâng, một tình huống đặt bom hơi. Nói chung là tôi thấy đặt bom chỗ đấy là hơi sai lầm. Chỗ đấy thường sẽ bị nhảy bắn. Kia rồi. Vâng, 2253 có được mạng Kim. Nhưng Reno kết đang có cho mình. Qua là kill rồi. Bốn mạng rồi. Để tao ơi. Vâng, thằng con tránh ra để tao ơi. Ui, không biết nóng à. Sẽ không biết nóng à? Trời ơi! Vâng! Vậy là thanh niên 2253, thanh niên béo đấy phải? Có phải béo không? Thằng này phải béo không? Đúng rồi, thì như béo mà. Thanh niên 2253 là cậy mình nhiều mỡ, người béo, không sợ lửa. Không ngờ quả lửa vẫn đốt chết anh. Vâng, 100 máu bị quả lửa đốt chết luôn ạ. Thực ra thì tôi hiểu vì sao anh đứng trên quả lửa đấy. Tại vì quả đấy là 2253 cố tình đứng trên lửa để pick người, tại vì đối phương sẽ không nghĩ người ta. Và bây giờ lại là một tình huống rất lo đến từ team Magic, tràn thẳng ra đi đầu đang là 2253. Vâng, tiếp theo là ai đây? Vâng, vậy là tăng ra Fuji có được mạng của Magic rồi. Fuji nằm xuống bởi 2253, nhưng Reno và tròn có cho mình 2 mạng. Kaiser chỉ đổi được một mạng của tròn mà thôi. Giờ thì Kaiser yếu rồi. Kaiser có cho mình 25 máu rồi. Và Kaiser nằm xuống bởi Reno. Tỷ số là 4-3. Thực ra để mình giải thích lại cái tình huống đứng trên lửa của thanh niên béo vừa đấy. Thực ra tình huống đấy không phải là béo không biết nóng, mà là béo cố tình. Thanh niên béo cố tình. Thanh niên béo quả vừa rồi là cố tình đứng trên lửa để pick được thanh niên ở shot. Có nghĩa là thanh béo nghĩ rằng đứng trên lửa, cố gắng đứng trên lửa một tít, kể cả mất khoảng 50 máu vẫn dễ. Khi mà đối phương nghĩ là quả lửa đang cháy, đối phương sẽ phi ra. Vâng, đất đây rồi, ta thích huyền thoại đây rồi. Có được hay không? Một người nằm xuống. Kim có cho mình double kill. Kim nó nằm xuống bởi Kaiser. Cọt đổi được, cọt ngay lập tức lấy lại được mạng Kaiser. Và tình huống giờ là 2v1. Ui, đau thế. Và bây giờ thì cọt có cho mình double kill. Và chắc chắn Vancouver chỉ đổi mạng Reno. Vancouver có double kill hay không? Đặt bom lấy tiền đi, nhưng bom rơi khá xa. Ui giời ơi, cọt kết thúc ra đấu với triple kill. Tỷ số bây giờ là 5-3.
Cái tình huống vừa rồi trước đấy thì béo cố tình đứng trên quả lửa để ăn người, nhưng mà lại gặp đối phương lì lợm ném lửa xong lại không ngó ra, thế nó mới khó chịu. Vậy là béo đã nằm xuống, khá là đáng tiếc. Tỷ số bây giờ đang là 5-3. Vâng, rớt B tactic huyền thoại của người Nga mà lại không thành công. Thôi chúng ta chuyển sang tactic rớt A của người Mỹ thôi. Và bây giờ lại chuyển sang rớt A. Vâng, cứ rớt B và rớt A rồi. Tôi thấy bắn có vẻ đơn giản. Reno có được mạng bỏ cả sớm. Double kill đến Reno. Game có vẻ bắt đầu nhàm chán rồi. Tôi đảm bảo Reno đang ngồi gáy. Tôi khẳng định các bạn luôn. Cái bọn này kiểu đéo gì Reno cũng đang ngồi. Bọn này tuổi lôn nhưng mà bắn với tao. Vâng, chuẩn bị anh từ đấy, anh cứ làm 4 như này thì anh gái thế lồn là người ta cũng phải chịu thôi. Vâng, chưa có triple kill. Tròn lại lấy được mạng Warner. Triple kill từ vị trí của Reno. Có qua được kill hay không? Không, có vẻ như Kim sẽ là người ăn hàng rồi. Vâng, Kim hốt hàng rồi. Vâng, vậy là Kim có mạng Geyser, tỷ số là 6-3. Reno chắc đang gáy to lắm đây. Úi giời ơi, úi giời ơi. Láo à, láo à. Vâng, có vẻ như vừa đấy là còn bảo là để thằng này cho tao. Để thằng này cho tao. Có vẻ như là để thằng này cho tao, nhưng mà Kim thì vội vội vàng vàng vào sơi mất đội hàng của Cọt. Ức chế cá nhân đã được giải quyết bằng một phát dao. Không, Cọt ít nhất. Vậy là Cọt đã ăn một pha off xuyên tường rồi. Giờ thì Magic đã lên cho mình cái tactic khá là huyền thoại, đó là 3AWP. Vâng, 3AWP. Từ đây rồi thì tôi thấy tactic của team Magic sử dụng thường là rất là hay. Hết họ thường là rất long, rất B. Sau bây giờ lại thêm 3 AWP. Đó là những tactic những tactic rất là cơ bản và hiệu quả. Cái map Dead High này, ở cái map Dead High này bắn thì bắn map Dead High thì rất long, một cái tactic rất là khó chặn. Tiếp theo là cái tactic rớt B cũng là một tactic rất hiệu quả, tôi nghĩ là như thế. Bây giờ chúng ta xem Botech. Vâng, vậy là Magic bây giờ họ đã control khung mid hoàn toàn rồi. Họ có đánh mid to B hay không đây? Khi họ bỏ cảm ra quắc qua ra được mid rồi. Trong khi đó thì Puji có một tình huống đẩy long. Vâng, đẩy long, đẩy tiếp đi em ơi. Vâng, không đẩy rồi. Vậy là sẽ là tình huống đánh mid to B khi mà các thành viên của team Magic họ đang hầu đến 4 mid. Vâng, chỉ có Kaiser. Kaiser đang là người nhìn kê khu vực long móc. Trong đó 1B đó là Magic Stick. Vậy là sờ móc rồi. Sờ móc mid rồi, tràn ra. Biết rồi, vậy khó rồi. Hơi khó cho Viking Botech, họ có đép được bom của này không? Và Magic Stick đừng có để người chết rồi. Kia rồi, 2253 có cho mình một mạng. Cọt và Kim cũng có cho mình hai mạng. Tiếp theo Kaiser lấy mạng của Cọt thôi. Và bây giờ kia rồi, Kaiser yếu. Kaiser yếu và Kaiser nhìn đều của Kaiser nào rồi. Vâng, Kim kết thúc là đầu chip vào Kim. Bắn M1S rất là cứng. Kim hôm nay đang có phong độ khá tốt. Tôi thấy Kim từ đây bắn M1S giết người rất tốt. Kể cả Kim bắn Pharmat cũng vậy. Thường thì cũng thế thôi. Kim thì có một đặc điểm, đó là trong những ngày đẹp trời thì Kim bắn rất hay. Còn hôm nào thời tiết mà mưa bão là Kim bắn toàn trượt thôi. Và Kim chết. Thực ra là Kim tôi nghĩ là Kim bắn. Vâng, vậy có vẻ lại rất lo rồi. Ta tích huyền thoại đây rồi. Ta cùng xem. Đi đầu là Magic sở tích với cổ P90. Vâng, P90 rất là huyền thoại. Và bây giờ có được một kill. Chưa có được một kill đến Kaiser. Trong khi đó thì Bocam vừa làm cái cho mèo gì vậy? Bocam đã xuống rồi thì Wonder đang là bài bên mà. Ôi, Vancouver có tình huống mong bay hay không? Double kill thì Vancouver. Một tình huống bay từ trên thiên đình xuống đến từ Vancouver. Và Kim thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà Vancouver yếu rồi. Vancouver lại còn đang đứng rất là tù. Vâng, khả năng cao là Cọt sẽ ăn được Vancouver tình huống này. Và tình huống sẽ đưa về 1v1. Tôi đoán đấy thôi. Vancouver vừa có một tình huống di chuyển rất nhanh. Tôi liên tưởng đến Apex trong tình huống vừa rồi. Anh nhảy ra sót làm một bay từ trên trời đấy. Tôi nó sai đâu, Vancouver nằm thôi mà. Và bây giờ thì rất là thông minh đến từ vị trí Kaiser. Lắc ra và chỉ một viên vào đầu Cọt. Cọt mà thôi, tỷ số là 7-4 nghiêng về Viking Botech. Thì vừa rồi các bạn thấy Vancouver nhảy ra sót rất nhanh, làm một và bay từ trên trời xuống. Và Kim thì đang bách về cứu Boma thì bỗng nhiên thấy vật thể lạ rơi trên trời xuống. Chưa hiểu tiếng Việt là gì thì anh ăn ngay viên AK vào đầu, rất là thê thảm. Tỷ số bây giờ là 7-4, lại rất lo tiếp rồi. Vâng, vừa nãy phải rất lo phải cầm B90. Ông Magic Stick cầm súng gì đấy? B90 đúng không? Ôi trời ơi, chết. Tactic thì cũng có vẻ đúng đấy, nhưng mà mỗi tội là Reno chơi xấu quá. Reno. Và bây giờ thế nào? Vâng, Reno làm xuống với bó cam rồi. Bó cam có double kill hay không? Vâng, bó cam bị bắn yếu, bó cam làm xuống với tròn. Nhưng ngay lập tức con Cooper đổi được một mạng của Kim. Vâng, bây giờ đang là đầu súng, tình huống là 3v3. Vâng, Reno tròn bắn off. Tròn có một mạng lâu lắm rồi tôi mới thấy tròn bắn off. Vâng, tình huống giờ là 2v3, lợi thế đang nghiêng về phía team Viking Votech. Khi họ bom thì đang rơi và tròn đang có khẩu off. Vâng, double kill đến từ tròn. Tròn đang thể hiện là bố đeo bắn off thì thôi, chứ bố bắn off thì thằng Reno tuổi lôi. Và bây giờ thì Kaiser
Kaiser móc máy. Úi giời ơi, Kaiser có được mạng của cọt rồi. Dù cọt rất thông minh ở tình huống rồi khi mà anh kê mid đẩy, nhưng mà Kaiser có lợi thế với cậu AWP chỉ 1 hit mà thôi. Thì cũng giờ 1v2 và bom đã rơi rồi. Khó cho Kaiser. Tôi nghĩ là khó cho Kaiser lắm ở tình huống này. Bom thì rơi trên khu vực bom xe A. Kaiser thì quyết định đi mid, liệu có loot được không? Vâng, có cờ loot được hay không chúng ta hãy xem. Tròn và Kaiser. Vâng, chúng ta xem tròn tròn. Úi dồi, lại bắn sau đít đối phương rồi. Chơi game thế này. Ui giời ơi, gặp cái thằng não to rồi Kaiser ơi. Vâng, Kaiser đưa ra một quyết định tôi nghĩ là một quyết định cực kỳ đúng đắn. Đó là việc đi mid, một quyết định khá bất ngờ và đầy đúng đắn. Tuy nhiên thì gặp ngay thanh niên não to tròn. Não tròn thì chỉ có sở thích đơn giản thôi. Bắn khi đối phương đang chạy hoặc bắn sau đít đối phương. Và tròn nó chọn phương án 2, đó là bắn sau đít đối phương. Giờ thì yếu tiền rồi và có Magic quyết định full bài. Vâng, chuẩn bị tác tích huyền thoại. Tác tích huyền thoại, chúng ta chuyển sang hướng sang thôi. Đây rồi, rất B rồi, deck 9 rất B. Tôi 90% là sẽ thắng round đấu này. Không cùng lắm, thua thôi. Và bây giờ tràn thì đau rồi. Mấy thằng kia chết bẩn thế. Vâng, vậy là Magic Stick có được một mạng. Magic Stick có double kill hay không? Không có double kill. Vâng, tràn là qua sớm mốc đến cái bộ cạp. Vâng, bị sai lầm rồi. Vâng, ăn ngay viên đỏ. Vậy là đỏ lòm đến từ ba ông Magic rồi. Khó rồi. Ui, nóng. May quá, có thanh niên để cứu hỏa dập lửa cho. Không thì chết. Sờ mốc của team ấy. Sờ mốc của Magic túi này thì đẩy vào này. Vâng, ngay sơ nằm xuống rồi. Khó rồi, 4v2 và 2v2 kia đều đỏ máu. Tròn não to có cho mình 2 mạng. Triple kill hay không? Vâng, triple kill đến từ tròn. Vâng, bạn rất kinh. Thực ra thì tôi nghĩ là cái tác tích đất bê vừa rồi là tác tích chuẩn. Vấn đề là nằm ở team Viking có tách chơi xấu, ném nhiều bom quá. Cứ giỏi thì vâng thì tôi bây giờ nếu mà tôi là team Magic tôi sẽ mở cửa ra, tôi chạy hẳn sang khu vực thi đấu của team Viking Quotech. Dạ, chúng mày có giỏi đừng ném bom mặt nhau những người đàn ông xem nào. Vâng, phải nói câu đấy thì mẹ chưa nhìn thấy mặt nhau ăn mấy quả bom vào mồm thì bắn gì nữa, mất hết cả niềm tin vào cuộc sống. Bây giờ tiếp tục là round full bài thì team Magic đúng là không còn gì để mất rồi, cứ full bài thôi. Và bây giờ tôi thấy ai đang là người tăng đầu? Kaiser. Reno đang ok, khá đẹp. Reno có vẻ Reno nghe thấy tiếng chạy rồi. Reno lùi ngay. Vâng, một mạng đi từ Reno. Reno bắn off rất chắc tay. Có thể nói nếu mà nói về off kê ở Việt Nam hiện nay thì tôi nghĩ Reno là người có cái skin kê off rất là tốt, cực kỳ chắc. Vâng, và bây giờ thì tròn có được mạng võ cảm. Tiếp tục một quả nết được ném ra từ tròn. Ui giời ơi, ông ơi, ông bắn nhau những người ở đâu, ông ném nết trong cái gì lại bắn sau lưng người phương rồi. Vâng, tròn lại có chip bộ kill. Nhưng mà từ đầu trận đến giờ thì tôi vẫn đặt một dấu hỏi ra thôi. Dấu hỏi của tôi đang là giờ thì tôi chỉ đặt ra một dấu hỏi thôi là Fuji đang làm gì ở cái team Viking Botech này nhỉ? Thực ra là Viking Botech trận này tôi nghĩ là nên bắn 4 bắn 5 thì trận đấu cân đối hơn. Bắn 5v5 thì nó hơi lệch. Vâng, một mạng đến từ Reno lại là dễ dàng quá. Tiếp theo thì ui giời ơi, ông tròn. Tròn trên game của Lô lên đi cấp mẹ ông tròn. Vâng, lại mang đến giết người rồi. Cho người ta bắn nhau thêm nào. Đấy, tôi đã bảo rồi, tròn mà bắn nhau những người là đông thì tròn tuổi lồn, chả làm gì đâu. Đấy, Kaiser chiến đẩy có quả smoke bắn rất chết tròn luôn. Vâng, dù rằng tròn có lợi thế đứng trước smoke, nhưng mà tròn skin cũng, tôi nghĩ tròn skin không phải là to, tròn skin khá yếu thôi. Nhưng mà tròn thì toàn lợi dụng ném nết trên đối phương, với cả bắn sau lưng đối phương thì bắn nằm đéo đi. Vâng, một quả lửa để trả lên vị trí Reno. Bom đã được sắp được đạt thành công rồi. Tình huống giờ là 3v3. Cody take được bom thành công hay không? Khi mà các thành viên của team Magic họ không còn bom mìn gì để che chắn cả. Họ đang đứng khá tù. Vâng, có Kim thấy rồi. Bên này thì còn hai quả smoke, còn tận hai quả smoke. Khá là lợi thế. Chúng ta xem pha cứu bom này. Trời ơi, ông nào đi cánh bom kiểu gì? Vâng. Vậy là Kaiser có được mạng của Kim rồi. Vâng, có double kill đến từ Kaiser hay không? Nhưng Kaiser nằm xuống vậy còn. Ui giời ơi. Vâng, sấy cái đéo gì vậy? Nhưng rút dao. Vâng, rút dao. Tôi đéo hiểu chuyện gì xảy ra. Vâng, có vẻ như có vẻ như đó là một tình huống tự tin quá đấy từ cọt. Vâng, vậy là Magic có đào thắng thứ 5, tỷ số là 5-10. Có vẻ trả lời gì? Tỷ số là 10-5. Không phải. Và bây giờ chúng ta hãy xem tactic của team Viking Vô Tích là gì đây. Có lẽ lại là rất long chăng.
không đó thì ui ôi ui ôi ta thích cây rồi, đây rồi chết mấy thằng này. Vâng, có vẻ như cái NB bị fake B rồi. Vâng, ta thích 5 rớt mít đến từ Team Magic. Vâng, một ta thích mới được ghi vào từ điển của CSGO Việt Nam. Và bây giờ thì sao, One Cooper có được một mạng của Reno cũng không B. Đẩy ra rồi, bom cặp lấy được mạng của Tròn nhưng Fuji hạ gục bom cặp với tức Fuji làm xuống rồi. Thì bây giờ là 4v2 nhưng bom chắc chắn sẽ được đặt vào A. Biết bom sai A rồi. Mấy ông Viking Vorotech fake thế này thì có mà chết. Trời ơi, fake chết hết cả ba ông fake. Bao vì fake, và bây giờ thì bom rơi, kim nằm xuống. Chắc chắn ra đấu này, tôi chắc chắn luôn sẽ là chiến thắng dành cho Team Magic. Tỷ số sẽ là 16. Vâng, một tình huống ta tích khá lạ lẫm đến từ Team Magic. 5 red mid. Vâng, ta tích này tôi mới thấy lần đầu thôi. Một ta tích khá lạ lẫm. Tuy nhiên thì bên Viking Vortex họ lại có một đặc điểm lạ, đó là họ cho 3 người đi fake B. Mà khi fake được bom sai B thì hai ông Long vẫn đang hầu. Và đến khi mà ba ông đi fake B chết cả ba rồi thì bắt đầu Long bắt đầu phải chạy ra. Hơi muộn màng, một ta thích fake B tồi tệ. Mình thích thì mình boot thôi, cũng chẳng phải ra lại cả. Vậy là có lại có vấn đề máy móc đến từ Team Magic rồi. Vẻ béo đang đưa tín hiệu cho Tròn. Mất tiền thì nó phải chịu thôi. Mai lên lần sau anh Dũng làm giải nhớ thêm nội quy nhá. Lần sau làm giải ban tổ chức nhớ thêm nội quy nhá. Thằng nào út ra và mất tiền thì tự chịu. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm cho những vấn đề như thế. Đây là vấn đề cá nhân, không liên quan gì đến ban tổ chức cả. Mẹ nó chơi tắc tích kiểu bựa vãi lồn lúc nãy thế á. Làm mình ngồi buồn ngủ á. Kiểu sương ngủ vãi cả lồn á. Đến lúc bắt đầu bắn thì mình mệt ạ. Vâng, theo như game thủ Bim Bim vừa của Team Dấu Âu vừa thất bại trước Team Magic thì ta tích đây là một ta tích của Team Magic. Ta tích du ngủ đối phương. Câu giờ, sau đó lợi dụng khi mà Bim Bim buồn ngủ thì bắt đầu tung ra đòn quyết định. Vác tech 9 bắn vào đầu đối phương. Vâng, đây là một ta tích khá là hay mà cần cho các game thủ Việt Nam nên áp dụng nhiều ở bên nước ngoài. Tại vì nước ngoài người ta, tôi thấy người ta áp dụng ta tích để nhuần nhuyễn lắm. Nhưng hôm trước các bạn thấy không? Đầu tiên là Team Cybertooth thể lực rất là tốt. Sau đó ban tổ chức delay cho khoảng, đầu tiên cứ delay 1 tiếng một. Delay chán rồi delay hẳn sang ngày hôm sau. Thế là khiến Cybertooth tự nhiên là phân tâm không tập trung nữa thì đùng một cái cho lên dàn thi đấu bắn với NXL. Thế là thua. Thực ra là NXL tuổi lồn so với Cybertooth của Việt Nam. Chẳng qua là chúng nó cứ bắn vào đầu Cybertooth thôi. Chứ bây giờ cứ giỏi ra bắn vào tay, bắn vào chân xem thì làm sao mà ăn được Team Cybertooth. Tôi khẳng định với các bạn luôn. Lại còn thêm cái tactic delay nữa chứ. Delay giải, delay như thế thì không delay xem. Anh Bernie của tôi, vâng, Team Cybertooth đợt giải rồi tôi thấy có anh Bernie một vợ hai con rồi, còn bay sang Indonesia để vả mồm mấy thằng NXL. Nhưng mà cuối cùng sau bữa ăn tối thì anh ăn ngậm vào một đống anh vào mồm. Hơi buồn cho ông anh tôi. Vâng, bây giờ lại tiếp tục ra đi cất vào. Này thì rất là ông này. Nhưng không sao cả, 2-2-3-1 có được một mạng. Nằm tiếp tục Tròn có được một mạng 2-3-1. Kim nằm xuống bởi Magic. Và bây giờ P90 huyền thoại. Magic co cho mình mạng của cọt. Thì có giờ 2-2 tôi đéo hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bom vào A đi, đi tức kìa. Vâng, bom A đã clear rồi. Vâng, tôi đang đéo hiểu chuyện gì xảy ra. Và ông nào thì đây có đang fighter ở cái khu vực. Vâng, Tròn thì đang là người đặt bom. Còn Fuji thì đang làm trò gì này. Vâng, nằm xuống rồi, cho nằm xuống. Ui giời ơi, ông Fuji. Tôi chán đến ông Fuji rồi, thịt mẹ. Đồng đội cầm bom lên bom xe A rồi, ông bay tở tí bây. Fuji nên về với giải phát kích núp của mình. Đó là một môi trường phù hợp với Fuji. Vâng, đếm mãi đếm xong. Có lẽ tỷ số sẽ là 17. Magic vừa có một tình huống rớt rất láo. Họ vác toàn P90 với cả U15, họ rớt thẳng luôn, họ chả sợ bố con thằng nào. Và bây giờ chuẩn bị đầu súng đây ạ. Úi giời, nhìn đều đây. Vâng, nhưng Fuji bắn không vào mồm. Và Fuji đã nằm xuống với bò cạp rồi, tỷ số là 17. Ở cái tình huống vừa rồi thì tôi chả hiểu Fuji làm gì cả. Vâng, Fuji đứng ở T-Bay, hầu T-Bay. Sau đó lại để Long đẩy móc vào. Thế thì móc shot thì hầu làm gì. Và bây giờ thì Team Vortex họ và Eco không nhọ vẫn lên cho mình 3 khẩu Deagle. Tự tin cá nhân quá. Ui, lại đẩy mid. Vâng, lại lên chơi nhau luôn. Bố skin to, bố có quyền. Vâng, chơi nhau luôn. Vâng, hay rồi.
Và bây giờ thì bọn cạp có cho mình mạng của tròn. Tiếp tục 2253 có cho mình double kill. Fuji chỉ đổi được một mạng của bọn cạp mà thôi. Chỉ còn một mình Valero và Tino. Úi giời, đấu súng xảy ra. Và Nero làm số 7 One Cooper rồi. Tỷ số là 18. Vâng, từ đây giờ thì team Magic liên tục sử dụng cái tactic rớt. Ốp thẳng vào mặt đối phương luôn. Đây là cái tactic mà người ta hay còn gọi là bố skin to, bố có quyền. Các skin của thành viên Magic khá là to. Họ đẩy thẳng lên, họ chơi nhau luôn. Viking Mutic đỡ phải mất công chờ các thành viên Viking Mutic đi tìm mình. Vâng, với lợi thế của những khẩu súng như kiểu MP9, P45 hay P90 thì rớt trong những round eco rất là lợi thế. Đây là một cái trò mà Soxy người ta Soxy hay dùng. Các bạn, nếu các bạn xem team G2 bắn thì ở những cái round pistol Soxy, ui lại đầy mít rồi. Lần này thì không được đâu sói à. Không phải verify, còn smoke hở đoạn trên nó nhìn thấy được. Quả smoke nó thế này thôi mà. Vâng, quả smoke mid không thực sự kín. Lại đẩy mid đến từ béo. Ui giời ơi, bắn kiểu gì đấy? Tôi nghĩ là Reno lên đưa ọp cho tròn bắn còn hơn. Bắn thế này bắn làm đéo gì. Và bây giờ thì Fuji đẩy vào, giết được Mastic rồi. Kaiser chuẩn bị nằm xuống tiếp theo. Double kill đến Fuji, cọt lấy được mạng của One Boober. Và bọ cạp chắc chắn sẽ nằm xuống. Vâng, bọ cạp đối đầu Fuji. Úi giời ơi. Vâng, tỷ số là 11-8. Và tôi khẳng định Magic sẽ thua ở trong trận đấu này. Họ đang chơi với cái lối chơi vô học chưa từng thấy trong lịch sử CS GO. Vâng, liên tục đẩy. Cứ đẩy thẳng lên mid bắn nhau thì nó vừa phải vài đấy chứ. Mẹ nó phải cỡ như kiểu Scream, nó cũng chỉ dám đẩy vài round thôi. Đã bảo trước là nó đã tìm được quán pit rồi. Đây, tôi lại spec anh. Tôi spec béo rồi, giờ tôi chỉ spec béo rồi. Giữ chuột, úi trời ơi. Vâng, vậy là lại đi đẩy mid. Mọi người đi đẩy mid các bạn ơi. Bốn ông định đẩy mid nhưng mà nhìn được tấm gương thì mẹ hầm dưới trước mặt cái là chán luôn. Này thì đẩy mid này. Vâng, này thì đẩy mid này. Kim vả tiếp 2-2-3-1. One Cooper chỉ đổi một mạng của Kim mà thôi. Tình huống giờ là 4v3. Vâng, cứ thành viên của team Magic xếp hàng chuẩn bị nối đuôi đẩy mid, chờ quả sớm bốc nổ. Nhưng mà mỗi tội là chưa đẩy xong thì đã thấy tấm gương nằm xuống trước mặt rồi. Đấy, tấm gương đấy, chúng mày cứ thế bọc gầm. Vâng, vậy là sau quả thành viên bọ cạp chết từ khá sớm. Ba thành viên còn lại đứng tròn mắt là nhìn. Đáng sợ quá. Vâng, quá là đáng sợ. Nhờn với ai thì nhờn, Reno thì mẹ nhờn cả năm nhá. Reno bảo tao cân tất. Sau trận này tôi đảm bảo các bạn mà ra khu vực Reno gáy to như chó ngay. Bố mày cân tất. Và bây giờ tình huống nào 4v2. Vâng, một pha đi từ cái sơ êm rất tốt. Và cái gì xảy ra vậy? Vâng, cái đéo gì vừa xảy ra vậy? Và bây giờ chỉ còn một mình tròn não cho. À nhập, tròn não to mà thôi. Vâng, tròn có mạng cái sơ rồi. Nhưng mà cái thể hiện mình là người có khả năng bắn lên DP rất tốt. Vâng, tôi nói nhầm này. Đây là nói nhanh quá. Anh em thông cảm. Tròn não to chứ phải óc chó. Ai em nói tròn óc chó? Vâng, tỷ số bây giờ đang là 11-9. Một nào thua. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu cái sao rồi lại thua 4v2. Vâng, có lẽ các thành viên của team Viking một cách quên rớt B rồi, ta thích huyền thoại rồi. Chúng ta hãy cùng chuyển sang góc quay của những thanh niên canh B. Đây rồi, Kaiser với ai? Kaiser cũng gặp, ui hàng B. Vâng, hai chú rồi, thêm chú nữa em ơi. Ui không được rồi, hơi tiếc. Nhưng không sao, Kaiser sẽ làm nốt. Vâng, Kaiser đây rồi, thêm một chú nữa đã nằm xuống. Ta thích rớt B huyền thoại, đã không thành công, tốt đẹp. Vâng, đáng tiếc là thằng Kaiser nó lại chưa nhìn thấy địch, nó đã bắn rồi. À không, thằng bọ cạp tình huống vừa rồi không thực sự là chính nhân quân tử. Đáng nhẽ ra nhìn thấy nhau rồi hắn bắn ra purify trước, như thế thì làm sao mà đội bạn bắn được. Cần phải lần sau phải, tôi đề nghị bọ cạp có tinh thần đồng đội cao hơn. Tỷ số bây giờ đang là 11-9 và bây giờ sẽ là tình huống 1v2. Tôi nghĩ sẽ là tình huống tỷ số sẽ là 12-19 thôi. À không, 11-10. Vâng, một màn comeback rất tốt của team Magic. Họ đang có những chiến thuật rất ảo diệu và lạ lẫm, khiến cho team Viking Vô Tech đang rơi vào một cái mê cung ma trận. Và họ không còn là chính mình nữa. Họ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cứ mỗi lần họ hiểu chuyện thì là ba thành viên của họ nằm xuống. Và bây giờ tỷ số có lẽ sẽ là 11-10 thôi, khi mà tròn chỉ còn có 5 máu thôi. À, óc có to đến mấy thì 5 máu cũng chả làm được gì cả. Nhầm, não có to đến mấy thì 5 máu không làm được gì đâu. 5 máu đi bắn sau lưng địch còn khó nữa nè. À, chúng ta sẽ chuyển góc quay auto. Vâng, đây rồi, One Cooper. Từ từ, đít mẹ cái thằng cánh mít. Vâng, One Cooper bảo đít mẹ cánh mít đang hay thì đứt dây đàn. Và bây giờ thì 2-2-5-3 có được mạng của tròn, tỷ số là 11-10. Vâng, One Cooper đang có một cái làm rất là hay.
một cái thao tác tôi rất là thích của con Renault kìa, 2009 kìa. Nghèo còn đú cơ. Không sao cả. Nghèo còn đú. Nghèo còn đú Uptech 981. Có vẻ sự tự tin của Renault lên quá cao rồi. Renault đang ngồi gáy rồi. Kiểu gì Renault cũng bảo là tại đồng đội bắn ngu thôi, chứ không thì làm gì có tuổi. Vâng, rất lo đến từ team Viking Protect. Đi đầu là tròn. Vâng, tròn chưa có mạng. Tròn có cho mình ơi. Một quả flash rất tốt và trắng rái rồi. Trắng rái rồi, hàng về. Vâng, tròn có được mạng của Magic Stick. Lại mặt sau đi đối phương rồi. Và bây giờ thì sao? Fuji lấy được mạng của One Cooper. Vâng, long canh quá kém. Tiếp theo, cọt. Cọt đối đầu với cả đó là 2253. Úi giời ơi, lại ông bọ cạp lại ngồi đây rồi. Rồi, chúng ta cũng xem bọ cạp xử lý tình huống này. Tình huống này rất hay đây. Vâng, team Magic họ đẩy cái map đất 2 này khá hay. Tôi thấy họ đẩy đất 2 bên CT thế là rất là hay đấy. Úi dồi ôi, đau. Bọ cạp có vẻ sẽ nghe thấy. Bách phải bê rồi. Vâng, bọ cạp lấy được mạng của tròn rồi. Lùi ngay đến từ vị trí của bọ cạp, chạy rất nhanh. Tình huống giờ đang là 4v3, lợi thế nghiêng người đang nghiêng về phía team Magic. Và kêu bọ cạp có cho mình double kill khi lấy được mạng Fuji. Tiếp theo chip bộ kêu đến từ bọ cạp. Và bây giờ ơi, cho bọn ông chạy ra, bọn ông chạy vào này, chết cả đôi giờ. Đừng mở lock nhau, đừng mở lock nhau, ai có phần mà, ai có phần mà. Úi giời ơi. Và bây giờ thì Kaiser nằm xuống. Bọ cạp có quà là kill. Thì đâu có ai đến từ vị trí bọ cạp. Một tình huống thí đồng đội thành công của bọ cạp. Tại thằng Kaiser ngu thôi. Vâng, và bây giờ là bom đã rơi vô đây rồi. Đấy, bọ cạp đã bảo tao đã chạy ra không được, mày có đòi chạy vào. Rốt. Rốt. Vâng, và bây giờ thì 2253 đang thí bọ cạp. Tôi nghĩ sẽ là tình huống thí bọ cạp thành công. Vâng, và bây giờ hay rồi. Úi giời ơi. Vâng, tình huống 5v3 và bọ cạp có cho mình qua là kill bọ cạp. Thì đâu quá xuất sắc ở tình huống vừa rồi. Một tình huống dùng rất nhiều IQ não, các neuron thần kinh hoạt động liên tục để đưa ra được những pha xử lý thần thánh. Và bây giờ thì tỷ số là 11 đều. Nhanh coi các đại ca. Sao? Và bây giờ thì gặp round Eco đến từ team Viking Protect, có vẻ như họ bắt đầu phải thi đấu cẩn thận rồi. Nãy giờ tôi thấy Viking Protect họ mua rất là láo, rất là bừa bãi. Và đây họ chán mít một mạng đến từ 2253, double kill đến từ 2253, triple kill hay không? Vâng, nhảy qua smoke là một phương án không hợp lý. Nói chung là nhảy qua smoke thì anh em hạn chế sử dụng cái tactic thì thôi. Tại tactic đấy mang tính huyền thoại, nó cao quá. Thì ra là thường là tactic ấy nó hay mang đến kết quả đó là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân thôi. Trước giờ tôi hay nhảy qua smoke, tôi biết. Và đây giờ cái này các bạn nhìn thấy bọ cạp nó đứng này, và các bạn mà nhảy qua smoke thì hậu quả nó như thế nào đây? Bọ cạp đối mặt với cả con, vâng thấy rồi, triple kill, quá là kill đến từ vị trí của béo. Và bây giờ thì bọ cạp có được mạng của cọt, tỷ số là 12-11. Vâng, bây giờ thì là sâu diễn của béo và những người bạn rồi. Giờ thì tôi thấy tôi có linh cảm là đúng rồi, trận trước thì team Viking Protect bắn Kache thì toàn một ông thi đấu, giờ đến trận này lại y hệt như thế. Team Magic giờ toàn một người thi đấu thôi. Hết ông bọ cạp ông làm 4 thì bây giờ ông lại đến lượt ông béo ông lại làm 4 tiếp. Vâng, có đẩy mít tiếp không? Úi giời ơi, nhìn đều à. Vâng, nhìn đều thường. Ngay lập tức thì ngay lập tức Reno lại nhìn đều. Vâng, Reno nhìn đều, Reno lại nằm xuống. Thế tôi bảo rồi, số phận của những thằng nhìn đều thường thế. Đến ở người ta bây giờ đẩy mít, vâng đẩy mít không thành công đến từ vị trí của béo. Này thì đẩy láo này. Kim tỏ ra là mình một người não khá to. Lại tiếp tục cái. Vâng. Và bây giờ ui rồi ôi đục còn vào mồm nhau này. Và tiếp tục là đẩy long đến từ này thì đẩy long này. Vâng đẩy quá láo và hậu quả là nằm xuống thôi. Đấy giờ chết toàn. Bọn này bắn chip ra đâu. Tầm này béo xinh. Tỷ số bây giờ là 11-12. Bây giờ tiếp tục là tròn có được vùng mạng Magic Stick. Tỷ số chắc chắn sẽ là 12 đều. Round sau này chắc chắn là sẽ phải eco. Ông Magic có eco hay không, hay họ lại làm khoảng UP45 rớt ba súng to không, thế là không bay được, full bay được, thành công rồi. Magic Stick thì làm khẩu UP45 thôi. Cap Magic là bọ cạp là captain của team Magic. Bây giờ sẽ là một tình huống tràn long nhanh chăng? Không, đó chỉ là một quả nếp ra thẳng khu vực long, quả nếp khá điệu nghệ. Đây là quả nếp của nếp Colombo hay ném. Vâng, hình như lại các ông lại định đẩy long hay sao ấy. Không đẩy long gần thôi và không đẩy qua. Úi giời ơi. Lại ngu này. Đẩy long này. Thế này ạ?
này 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 thì đẩy lon này. Vâng, phù gì chưa bao giờ anh bắn vào mồm của các thành viên team Magic nhiều như vậy. Phù gì mà từ bé giờ mình cặp với bạn team Magic là bị chúng nó bắn vào mồm, chứ chả hiểu sao hôm nay mình giết được chúng nó nhiều thế. Giờ là tình huống vâng, tôi khẳng định cái trận này thì Viking Votech sẽ thắng ở trận này thôi. Khi mà team Magic họ không biết canh ở cái map đất 2, họ từ đấy giờ họ chỉ có đẩy từ round thứ nhất đến giờ. Và bây giờ chúng ta hãy xem. Vâng, một quả smoke được ném ra và béo đã nằm xuống. Tuy nhiên thì Reno chỉ còn cho mình có 20 máu rồi. Thì bây giờ 3v5 lợi thế nghiêng rồi. 1-3. Vâng, mà cái bắn kiểu lồ gì vậy? Vâng, bắn kiểu đéo thì mà quả đấy lại chết được đôi nhỉ? Gì nhỉ? Một thằng ít máu thằng vào đầu. Bây giờ chỉ còn một mình Vancouver, tỷ số sẽ là 13-12 và có lẽ là sẽ được Eco không? Lại là Fuji. Tầm này có Eco hay không? Mẹ Fuji sẽ lại bay nhỉ? Thực ra tôi thấy là Magic họ chả cần phải canh gì phức tạp đâu, họ chỉ canh chắc thôi là họ sẽ thắng được. Thế từ đây giờ, từ đây giờ họ toàn bảy chết rất nhảm, tôi chả hiểu vì sao lại là như thế. Mấy mạng kìa, 15 mạng. Các bạn thấy bây giờ chúng ta điểm một frag thì bọ cạp Captain bọ cạp đang có cho mình 23 frag. Trong đó Magic Stick và Vancouver thì Magic Stick có 11 mạng, Vancouver 23 mạng. Vâng, tràn long nhanh đến từ team Viking Votech rồi. Hai thành viên đã ra long đó là Fuji. Vâng, Fuji đang thi đấu rất tốt ở trận đấu ngày hôm nay. Anh có cho mình 15 mạng. Kia rồi. Lại đẩy, ui lại đẩy. Chắc chắn là Nero là gáy rồi. Nero giết được 3 thằng là chắc chắn là gáy rồi. Ít mẹ chúng mày đẩy thế này. Đẩy đẩy. Đẩy cái luôn. Vâng, và cuối cùng thì Kim có mang của bó cạp. Chắc chắn Reno sẽ chửi cho quả vừa rồi. Đẩy cái luôn. Này thì bay láo này. Này thì đẩy láo này. Không được đâu sói ạ. Có lẽ tỷ số trận đấu sẽ là 15-16-12 thôi. Khi mà tôi nhìn Magic họ cứ bắn với Tactic No Hope thế này. Đẩy từ đây giờ lúc nào cũng đẩy. Bây giờ đây chúng ta chuẩn bị xem đây. Giờ là đất B, CT đất B, chị đéo phải TS đất B. Thôi đường ai đấy đi rồi. Bên này thì rất long. Ôi trời ơi, các ông lại đường ai đấy đi rồi. Đường ai đi rồi. Đi coi nhau chưa từng quen. Bốn ông kia thì rất B với bốn khẩu, ba khẩu UB-15. Bên này thì bốn ông rất long luôn. Thế là cuối cùng kệ mẹ chúng mày. Kệ mẹ chúng mày, tao cứ lên tao đặt bom rồi tính tiếp. Vâng, bom mìn được ném rất nhiều. Cái gì vậy? Bây giờ đây rồi. Lại đi lượt cọt bắt off á. Nó hay nhở? Hay nhở? Ui. Cọt bắt off cả hay nhở? Và bây giờ một tình huống thân sàn đó lòng. Vâng, đầu súng đẩy ra. Đây đồ có mạng bó cặp Magic đổi mạng Fuji. Tiếp theo còn cũng mới lấy được rồi còn. Kim đổi mạng Kaiser thì huống giờ lại với 3. Tuy nhiên các thành viên của Viking Votech đang yếu rồi. Hai thành viên Kim và Nero đều yếu máu. Cứu được bom, cứu được bom. Mỗi tội đéo kit thì cứu thế lồn là được bom. Ơ nhở? Đéo kit thì cứu làm sao được bom? Thôi, thua rồi. Tôi đéo thấy có hy vọng gì cả. Vâng, kể cả có giết hết ba ông kia thì cũng thua rồi. Đéo kít vâng tròn. Ui lại đấy rồi. Cái đít con mẹ ông tròn. Lại bắt đầu đít người ta rồi. Đít con mẹ chơi game như cái đồng mùa ấy. Vâng, tôi đề nghị là ban tổ chức ra cảnh cáo lên viên tròn. Cần phải chơi game như những người đàn ông. Chơi toàn đi bắn sau lưng người ta thôi. Bắn trên sau kìa là chơi thắng này. Vâng, chơi game toàn bắn sau đít người ta thôi. Tròn chơi game thế này là không được. Không được. Vâng, có lẽ sẽ là rao thắng cuối cùng dành cho team Viking Votech mà thôi. Vâng, đất B rồi. Tactic đất B huyền thoại đến từ team Viking Votech. Vâng, đó team Magic thì họ đang hold ở mid. Vâng, có thở đâu kèo rồi. Thở đâu kèo rồi. Quyết định lấy 3 triệu mang về đi ăn lẩu rồi. Quyết định thì lấy 3 triệu đi về ăn lẩu sớm rồi. Không bắn thêm gì nữa. Đó là quyết định của team Magic. Vâng, đó tôi nghĩ là một quyết định hợp lý. Tôi nghĩ cái tỷ số sẽ là 16-12 thôi. Chắc chắn tỷ số sẽ là 16-12.